Hai đứa định đi đâu vậy? Trời sắp tối rồi đấy, muốn nhận được quà của ông già Noel thì phải chăm chỉ lên. Đứa muốn ăn xúc xích heo cao bồi đúng không? Dạ đúng ạ. Này, có tận 2 ly luôn kìa. Ra thì khỏi tranh nhau nha. Vâng ạ. Vậy mà bà làm con hết rồi. Con xin bà. Con xin bà. Của chị là xúc xích lắc heo cao bồi, vị thịt nướng của mẹ mới này. Của em là xúc xích vị sốt spaghetti nha. Ui, cháu mua đi, có tận 4 cái xúc xích. Mà giá không đổi, có cả nia đa năng để bóc xúc xích, vừa nhanh để không bị bẩn tay nữa. Ui. Wow. Xong rồi. Dễ không Minh Quân? Dễ mà. Ôi, mùi thịt nướng phô mai thơm quá. Ôi,
chị ngon rồi. Thôi nè hai đứa, bà bảo này, xúc xích heo cao bồi cả 6 vị, vị nào cũng ngon. Chuẩn mà. Mà bà ơi, xúc xích heo cao bồi này không những vừa ngon, vừa tiện, lại còn đầy đủ chất dinh dưỡng nữa, đúng không bà? Đúng rồi, xúc xích heo cao bồi được làm từ thịt nhập khẩu, 100% đã được kiểm dịch, cho nên cực kỳ an toàn. Thế thì quá yên tâm bà nha. Bà ơi, con ăn hết rồi này, nhưng mà con vẫn thèm quá. Con cũng hết rồi, nhưng mà con vẫn muốn ăn nữa. Bà hết rồi. Nhưng bà biết một người có rất nhiều đấy. Là ai à? Các con có biết hôm nay là ngày gì không? À, con biết thừa, là ngày Giáng sinh ạ. Chính xác, bà nghe nói Giáng sinh năm nay ông già Noel sẽ mang rất nhiều xúc xích heo cao bồi đi tặng cho các bạn nhỏ chăm ngoan đây. Wow, xích heo. Mỗi năm con được tặng đồ chơi, nhưng năm nay con sẽ ướp được thật nhiều xúc xích heo cao bồi để ăn cho đã miệng luôn mà. Con không muốn như vậy. Bây giờ con phải đi viết đồ ngay đây. Không được tranh của em đâu. Muốn nhận được quà của ông già Noel thì phải thật chăm chỉ. Quá chị hết chị thôi. Em cũng hết ta đồ đạc. Dừng! Ông già Noel vừa gọi điện cho bà đấy. Ui, thế à? Bà ơi, ông có bảo tối nay mang xúc xích heo cao bồi đến cho bọn con không à? Không. Không. Ông bảo là những đứa trẻ nào mà cứ hay cãi nhau, hay cãi nhau thì sẽ không có quà. Ấy, ông già Noel ơi, chị em con chỉ đùa một tí thôi. Chị em con à, yêu nhau lắm không à? Yêu nhau lắm không à? Quay chân tiếp đi, trời sắp tối rồi đây. Đúng rồi, mình còn quay chỗ kia đi, chị quay chỗ này nhá. Phải thế chứ. Lạ thế, hôm nay thì Ruby với cả Minh Quân quét sân à? Nè, quét sạch cả Minh Quân nhá. Wow. Chị Ruby, ăn chân châu không? Thế thế nhở, nha một cái mà còn luôn đồ ăn bay vào miệng. Ngon. Nhưng mà ai bắn thế nhở? Nói đi nói đi, cua cua vậy ai mà hiểu được. Được, hãy xem khả năng của em đây. À, hiểu rồi. Ok, ok. Em cũng muốn đi chơi. Cô dạy em và kể cho vui tôi. Hai đứa định đi đâu vậy? Trời sắp tối rồi đấy. Muốn nhận được quà của ông già Noel thì phải chăm chỉ lên. Về đi chứ còn gì nữa. Mệt quá. Quay xong cái sân, mẹ muốn gãy cái tay đi này. Chị cũng thế. Từ lúc bà ngoại đến đây, chị em mình chẳng được xem tivi thế nào ấy. Mệt chết đi được. Ui, mình quên ơi nhìn kìa. Ui, ui, ui. Em thế nhờ. Cái sông này nó vào nhà mình từ lúc nào ấy nhờ. Em cũng không biết. Đẹp quá. Chị ơi, em thấy không khí Giáng sinh tràn ngập nhà mình rồi đây. Vậy có nghĩa là ông già Noel sắp đến rồi đây. Yeah. Wow. 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 Ui, ui, ui. Wow. Túi quà to như thế này chắc là bên trong có nhiều quà lắm ấy nhờ. Ông nghe nói ở đây có hai đứa trẻ ước được tặng xúc xích heo cao bồi, đúng không? Đúng rồi. Sướng thế nhở? Để chị xem có các vị gì nào. Có vị lát phô mai.
nướng phô mai, vị lắc phô mai và sốt spaghetti nữa này. Ngoài ra có cả vị sốt chùm muối cay nữa, cũng rất ngon đấy. Yeah. Đúng vậy, xúc xích heo cao bồi vị nào cũng ngon ông ạ. À? Nhưng mà ông ơi, bạn con bảo xúc xích heo cao bồi rất ngon, cho nên nhiều hàng nhái lắm. Hiệu quả của ông có phải hàng chính hãng không ạ? À? Yên tâm, để ông chỉ cho nhá. Vâng ạ. Nếu như trên lắc ly và thân ly có hình chú heo cao bồi thì là chuẩn hàng chính hãng của heo cao bồi. Yeah. Vậy thì chỗ này đây là hàng chính hãng rồi. Đúng vậy. Quân ơi, bây giờ hai chị em mình chia nhau nhá. Đây, em lấy chỗ này. Ơ Quân. Sao đây ạ? Quà này chỉ dành cho những đứa trẻ ngoan thôi. Còn hai đứa thì chưa ngoan. Chị em cháu hứa từ nay sẽ yêu thương và nhường nhịn nhau ạ. Cháu hứa từ giờ cháu cũng sẽ ngoan. Ông đừng mang quà đi mà. Đi mà ông. Thôi được rồi, ông sẽ cho hai đứa một cơ hội. Yeah. Hai đứa phải làm một thử thách. Thử thách gì ạ? Thử thách sáng tạo từ xúc xích heo cao bồi. Nghĩa là sao ạ? Bình thường ăn xúc xích xong các cháu sẽ làm gì với những chất ly này? Cháu sẽ vứt luôn ra vì cái đấy quá đưa đâu ạ. Vậy thì các cháu chưa biết rồi. Những chiếc ly của xúc xích heo cao bồi được làm từ nhựa tốt, có thể tái chế được. Nếu các cháu vứt đi như vậy vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường. Ý của ông là những chiếc ly này có thể tái sử dụng được ạ? Đúng, thử thách ông đưa ra là các cháu sẽ phải sáng tác những ly xúc xích cao hết này thành những món đồ khác nhau. Nếu như thử thách thành công thì tất cả chuỗi xúc xích này sẽ là của hai đứa. Cháu đồng ý thực hiện thử thách. Được mình rửa sạch và tô màu cho xinh rồi này. Bắt đầu với chiếc gương gấp cổ nha. Chiếc ly đã được tô màu vàng. Giờ sẽ làm thêm một chiếc đầu với cái cổ siêu dài. Tiếp theo là bốn cái chân này. Chỉ cần 2 phút mình đã làm xong một bạn gấp cổ rồi. Yeah. Tiếp theo là màn thể hiện của Minh Quân. Mình sẽ làm cú mèo. Làm em cú mèo quá là đơn giản luôn. Màu này, mắt này, hai cái cánh, lông màu trắng này và hai cái chân. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng thành quả của hai chị em mình. Thỏ hồng siêu cute, yêu cơ bổ đáng yêu, cú mèo côn ngầu. Để xem chị em mình sẽ làm gì với nó nhá. Những chiếc nắp này cũng có thể tạo ra được nhiều hình nắm nha. Cú mèo xinh chưa? Cú mèo Doraemon này. Chị em ở đây. Tiếp theo là Hello Kitty nha. Đây là con gì em không biết. Đây là con gì em không biết. Chị em ở đây. Trở thành ông già Noel. Nên hôm nay bà đã biến ước mơ đấy trở thành hiện thực. Nhưng mà tại cái dâu này nó làm bà ngứa muốn tung cái miệng ra ấy. Muốn tung cái miệng ra ấy. Nên là bị nộ. Ôi, vậy là ước mơ của bà cũng thành hiện thực. Và ước mơ của chị em con cũng thành hiện thực luôn ấy. Tình rồi, mà ăn xúc xích thì nào, chắc chắn nắm rồi hả? Đúng rồi, nắm rồi. Con sẽ ăn chặn xúc xích này.
sinh đến rồi. Bài toán chúng mình chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp. Chúc các bạn cũng sẽ nhận được nhiều xúc xích heo cao bồi giống như chị em chúng mình nha. Vâng, chị ơi.